Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Và ở video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách lên dây đàn nhưng mà không dùng cái guitar Tuna thì mình sẽ như thế nào. Thì cái cách này là mình hoàn toàn mình dựa vào cái tai nghe của mình đó. Và để dùng cách này là cái điều kiện là phải có ít nhất một dây là nó đúng lệ chuẩn. Đó, ví dụ như bây giờ cái đàn mình nó đang chuẩn nha. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho có cái dây khác nó sai hết đi, rồi riêng cái dây một á là mình để nó đúng thôi, để mình lấy nó làm chuẩn và mình chỉnh nó theo cái dây một nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình vặn những cái dây khác nó sai nha. Đây là dây thứ hai này, mình sẽ vặn cho nó sai đi. Rồi tới dây thứ ba là mình vặn cho nó sai đi nha. Đó, đây dây bốn nè. Rồi tới dây năm sai luôn. Dây sáu sai luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đánh một đoạn của mình tỉa vào đó đi. Đó, bass 3 2 3 1 3 2 3, lúc chỉnh sai da nó ngay như vậy. Bây giờ là chỉ có một cái dây một á là đúng chuẩn đúng không? Bây giờ mình sẽ chỉnh như thế nào? Thì đầu tiên á là các bạn chỉnh cái dây thứ hai, là các bạn dùng cái ngón 3 này, các bạn đặt vào cái ngang thứ 5 dây 2 nha. Đó, rồi các bạn đánh là dùng cái phần máu ngón cái này. Các bạn đánh 2 dây, 2 1 này. Đó, nó sẽ có hai cái âm. Và các bạn cái nguyên tắc á, khi nào mà mình đánh hai cái dây này đè vào đây nha. Đánh 2 dây mà nghe cái hai âm nó bằng nhau á là nó mới đúng. Đó, nghe. Đó thì bây giờ cái âm nghe được á, mình sẽ quy ra thành hai cái chữ, đó là chữ tân nha. Chữ tân là chuẩn, là nó sẽ có ba chữ phân ra, đó là tần tân tấn. Đó, các bạn nghe, các bạn hình dung ra ba chữ. Cái này mình cũng biết nói sao nữa, tại vì các bạn chỉnh là các bạn sẽ dần dần các bạn hiểu được cái đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ nói nha. Tần tân tần tân tần tân, đó mình nghe ra rồi mình tự nói trong cái miệng luôn. Tần tân tần tân tần 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 tần, đánh ngược lại. Ví dụ như mình đánh hai dây gì hai trước rồi dây một sau thì các bạn chưa nghe rõ được á, thì bạn đánh ngược lại nó sẽ nghe rõ hơn. Đó, tần 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 tần. Đó thì cái theo cái quy ước của mình á, cái đây quy ước của mình thôi nha, cái chữ tần á là cái chữ thấp nhất, chữ tân á là chính giữa và chữ tấn á là nó cao hơn. Đó thì bây giờ mình đặt tay vào và đánh này. Tần 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 tần. Các bạn rõ ràng ở dây 1 là nó ra bằng là cái âm tấn, còn cái đây là tần, thì suy ra cái âm cái dây 2 này nó sẽ thấp hơn, nó là tần mà nó sẽ thấp hơn dây tấn. Đó thì mình sẽ vặn cái dây thứ hai nó cao hơn, nó căng lên, là mình sẽ tiến hành mình vặn cái dây thứ hai đó chỗ này. Các bạn vặn lên đó. Đó, bạn một lát rồi các bạn đặt tay lại và đánh lại, coi thấy chừng nào nó bàn thì được. Vẫn chưa được thì mình lại vặn cao hơn. Đó, vẫn chưa được nha. Chứ cái này các bạn phải nghe nhiều, tập nhiều nó mới được nha, chứ bắt đầu nghe rất là khó luôn á. Đó, nó nghe nó khó tí nè, gần đây nó gần bàn nhau thì nó nghe sẽ khó hơn, các bạn phải đi chỉnh ở những nơi thật im lặng. Nó vẫn còn thấp hơn một tí, còn bạn lên tiếp. Đó thì bây giờ mình nghe cái hai âm mà đánh dây 2 dây 1 trước đó, thì cái vẻ giống giống nhau. Thì mình đánh lại thử, đánh ngược lại. Đó, vẫn thấp hơn, bạn đánh tiếp. Đó, gần nó gần bàn rồi nè. Nó vẫn còn tung tung, nó vẫn còn thấp hơn một tí, mà bạn nhẹ lên thôi. Rồi, đánh lại. Đó, đây nó gần như là bàn nhau này các bạn, nghe nè, các bạn nghe kỹ nha. Khi nào mà đánh hai chiều á, dây hai một trước hoặc là một trước hai hai sau
thì nó nghe nó giống âm nó giống nhau á thì nó đúng. Thì cách này nó chỉ mang một cái tính tương đối thôi nha, nó không thể nào mà chính xác được. Thì cái tai mình nghe nhiều khi mình nghe chưa nhiều nhạc thì nó không nghe đâu đúng đâu, đây là nó mất tương đối thôi nha các bạn. Đó, nó cũng tương đối là chính xác rồi. Rồi thì tiếp theo á là 2 dây, bây giờ là 2 dây 1 và 2 đúng rồi, bây giờ mình sẽ lên cho dây 3. Thì đối với dây 3 thì bạn đặt cái ngón 3 này, các bạn đặt vào cái dây thứ 3 ngang 4, ngang 4 nha, hồi nãy ngang 5 bây giờ là ngang 4. Đó, thì các bạn tiếp tục làm tương tự. Đánh 2 dây, dây 3 và dây 2. Đó, nghe rõ luôn, tần 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 tần, nó nhỏ hơn tần đó. Đã bằng vạn dây thứ 3 lên, đó, cứ vậy mà làm thử các bạn. Rồi, đánh lại nè. Bạn thấp hơn. Bạn lên. Bạn thấp hơn. Bây giờ mình sẽ chỉnh nhanh tí nha. Thì cái cơ bản là giống như nãy mình nói rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh nhanh tí. Vẫn chưa được. Đó, nó gần đúng này các bạn. Các bạn thấp hơn tí nha. Rồi lên. Đó, hầu như là nó gần đúng rồi các bạn. Hai giây này cái gần bằng nhau này. Đó, rồi thì bây giờ ví dụ nha, bây giờ mình vặn mà nó cao hơn đi, nó vặn lố á, vặn cao hơn thì các bạn sẽ nghe ra âm khác. Đó, bây giờ mình ví dụ luôn, lúc mà mình dạng căng lên thì sao? Đó, bây giờ mình sẽ đánh nè. Đó, nó nghe chứ khác liền. Tân 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 tân, đó không? Tân tân. Đó, dây thứ ba bây giờ nó lại là tấn, nó thành nó cao hơn đúng không? Tân 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 tân, đó không? Thì đối với nếu mà cao hơn thì mình thả lỏng ra đó. Khi nào thả lỏng ra ngược lại thôi. Đó, vẫn cao hơn. Đó, giờ nó thấp lại rồi, lên tí này. Đó thì nó cơ bản là nó gần đúng rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình lên dây thứ tư. Thì đối với dây thứ tư á thì các bạn đặt ngón 3 này vào cái dây thứ tư và ngang thứ năm. Đó, nó quay lại ngang thứ năm nha. Rồi các bạn lại lấy cái dây 3 làm chuẩn và chỉnh cho dây thứ tư, đó, tương tự. Thì lúc mà cần lên cao á thì cái âm cái độ cao nó thấp lại, cho nên là cái nghe nó khó hơn. Các bạn cứ thử làm đi, các bạn sẽ thấy nó khó hơn. Hai cái âm nó giống như nó gần nhau quá, cho nên là rất là khó mà mình chỉnh những cái dây trên. Rồi, nó vẫn thấp nè, mày lên nè. Từng từng bạn thấp hơn. Từng 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 bạn chưa được. Bạn chưa được, gần được chưa được. Đó, mình có cảm giác như là nó căng hơn rồi, nó lại cao hơn cái dây ba luôn. Như nó cao hơn, mình thả lỏng một tí nha. Những cái dây này rất là khó lên luôn á. Cho nên là các bạn cứ dùng cái phần mềm của điện thoại á, Guitar Tuna, chỉnh cho nó chuẩn nha. Cái này để xài những lúc như các bạn không có điện thoại gì đó, các bạn gọi là mình làm nhanh tầm tạm để mình đánh liền luôn. Nó rất là khó luôn các bạn ha. Đó, các bạn nghe như nó gần bàn rồi đúng không? Hơi cao. Đó,
rồi, nó cũng cơ bản, nó chưa đúng lá nhưng mà nó cơ bản là nó cũng gần đúng, gần bằng rồi. Bây giờ tiếp tục dây thứ năm thì các bạn lại đặt lên dây năm ngang năm đó như vậy nha. Rồi dặn lên tấn tấn rồi. Đó, gần bằng này nè. Hơi thấp. Đó, nó gần bằng đó. Tạm chấp nhận được. Rồi, tới dây thứ 6 thì mình tiếp tục mình đạt vào dây 6 ngang 5 đó. Bạn lên nó còn nhẹ quá. Rồi cao rồi. Cái dây 6 là dây khó nhất nè. Cái dây 6 á, nếu mà đằng mới nó dễ nha, còn đằng cũ á, cái mác ốc nè nó bị rồi nó mòn á thì chỉnh rất là khó luôn. Cái đàn này chỉnh cũng hơi khó á. Rồi nói chung là nó cơ bản nó gần đúng thôi. Bây giờ mình sẽ đánh lại cái điệu ballad hồi nãy ban đầu đánh thử nó khác gì không nha. Các bạn nghe nó thuận tai hơn đúng không? Nghe nó đúng hơn rồi đó. Cái gì bass thì 6 các bạn, nhưng nó còn hơi sai tí. Nhưng mà nó cũng gần đúng. Rồi thì đó. Cái video hôm nay thì mình muốn chia sẻ các bạn như vậy. Thì tóm lại á, cách này á là nó sẽ mình quên là sau khi mình chỉnh cách chỉnh mà 6 giây á thì các bạn lưu ý là chỉ có cái giây lúc mà mình chỉnh giây thứ ba đó, khi mà mình lấy cái giây thứ hai làm chuẩn để chỉnh giây thứ ba thì cái ngón ba của các bạn này nó sẽ đè vào cái giây thứ ba ngang 4 nha. Riêng cái này là ngang 4 thôi, còn đối với những cái giây kia đó là các bạn đè cái ngang 5. Giây hai nãy mình cũng chỉnh chuẩn cái giây ngang 5 rồi, giây này chỉnh giây 4 cũng ngang 5 luôn. Còn dây này, dây 5 cũng ngang 5 và dây 6 ngang 5. Chỉ riêng cái thằng mà chỉnh dây số 3 theo của cái thằng dây thứ hai á là mình bấm ở ngang 4 nha. Rồi thì lúc nãy giờ là mình chia sẻ các bạn là khi cái dây 1 mà nó chuẩn, mình lấy làm chuẩn, thì ví dụ như bây giờ cái dây 6 của bạn nó chuẩn đi, còn lại những cái dây khác nó sai thì cách chỉnh như thế nào? Thì nó cũng tương tự thôi các bạn. Lúc mà các bạn để nó ra đúng không? Dây 6 thì các bạn đặt tay vào dây này. Đặt ngón tay các bạn vào cái dây 5. Dây 5 ngang 5. Rồi các bạn đánh 2 dây. Và cũng tương tự. Cái mục đích của bạn á là chỉnh cho là cái âm nốt ngay chỗ vị trí này nè và cái âm cái dây buông với dây 5 á là nó bằng nhau là nó sẽ đúng. Đó. Cái công thức để mình chỉnh là như vậy, cái lý thuyết nó như vậy các bạn. Đó là lái đây chuẩn nè, các bạn chỉnh dây 5. Rồi sau khi dây 5 xong á thì chỉnh dây 4 á, rồi các bạn đặt tay vào đây. Rồi các bạn đánh 2 dây. Rồi tiếp tục mình chỉnh được cái dây 4 chuẩn. Rồi thì tương tự tới dây này, chỉnh cho dây 3 thì cũng là phím số 5. Rồi chuẩn. Rồi đến cái lúc mà chỉnh cái dây thứ hai này, đó là mình sẽ đạt ở dây thứ vị trí này. Đó là mình chỉnh cái dây, đánh 2 dây này ở vị trí thứ ngang 4 này. Đó thì tóm lại á là ví dụ như ngoài cái dây 1 và dây 6 ra, ví dụ như cái dây 4 của bạn đúng đi, còn lại sai hết thì chỉnh sau thì cũng tương tự thôi.
dây 4 đúng đúng không? Thì khi mà các bạn đặt tay vào đai đúng không? Các bạn đánh hai dây 4 3 thì các bạn chỉnh được dây 3. Đó. Rồi cứ lần lượt tương tự giống như cái có bước trên. Rồi đối với dây này á thì các bạn đặt tay vào đai rồi đánh hai âm. Và cho nó giống nhau rồi mình chỉnh cái dây 5. Đó, thì tương tự thôi. Thì cái này á, tóm lại á, là những cái vị trí đạt để các bạn chỉnh, đó là vị trí này dây 1 ngang 5 rồi, vị trí này dây 2 ngang 5 rồi, vị trí này dây 3 ngang 4 rồi, vị trí này dây 5 ngang 4 à dây 4 ngang 5 rồi, vị trí này dây 5 ngang 5 và vị trí này dây 6 ngang 5 rồi, các bạn chỉnh theo đó như vậy nha. Thì chỉ cần các bạn biết một dây nó đúng là ok, là bạn chỉnh theo được rồi. Thì nói chung á, tóm lại cách này á, nó yêu cầu các bạn là phải cái tay các bạn nghe nó phải quen, các bạn chỉnh nhiều lần phải quen, và nó ứng dụng trong những trường hợp mà các bạn không có điện thoại, không có cái phần mềm guitar tuna chỉnh, thì các bạn chỉnh theo cách này đó. Thì các bạn cứ linh hoạt giữa hai cách và dùng cho nó hợp lý nha. Rồi video này mình chia sẻ bấy nhiêu thôi, thì mình chúc các bạn tập guitar thành công nha. Rồi xin chào tạm biệt mọi người.